Anh em nhé, ngày hôm nay thì sẽ thử cho anh em. Nhiều anh em hỏi là cái con AH450 này chập kênh đánh súp như nào, thì như hôm nay đây em sẽ dùng hai kênh này em chập vào đánh bridge, đánh với con súp 40. Đó, khá lực anh em nhé. Đó, khá lực luôn đấy anh em ạ. Đấy, đây là full này. Đó, khá lực anh em nhé. Đó, đánh rất là tê. Đó, ok cho anh em. Đó, ok cho anh em. Nói chung là rất là tê. Ngày hôm nay thì em sử dụng một con nâng tiếng nhé. Con này thì nó không có cắt súp, bắt buộc là phải dùng một con nâng tiếng để cắt súp. Và con nâng tiếng này có cắt súp, có bluetooth cổng quang luôn. Con này giá 2 triệu anh em nhé. Còn anh em muốn rẻ hơn thì lấy con EX 3000, 950.000 anh em nhé. Nhưng con EX 3000 không có cắt súp đâu. Đấy, và cũng không có bluetooth cổng quang, nó chỉ là một chiếc nâng tiếng đơn thuần thôi anh em nhé. Đấy, rất là lực đúng không ạ? Đấy, và anh em hỏi là cắt chập bridge thì chập như nào, thì rất là đơn giản anh em nhé. Đấy, anh em cắm trên kênh này nó có súp bát này. Súp bát anh em nhé. Súp bát thì em cắm xuống kênh 3. Đó, cắm xuống kênh 3 đây. Đấy, cắm xuống kênh 3. Và em gạt bridge anh em nhé, gạt xuống bridge. Đấy, nó có 3 neo stair và bridge thì em gạt xuống bridge là được anh em nhé. Và anh em đấu như bình thường, con này không phải là 1 cộng 2 cộng à đúng rồi. Không phải 1 cộng 2 cộng đâu. Anh em cứ đấu cho em là 1 cộng 1 trừ là ok. Anh em nhé. Cứ đấu 1 cộng 1 trừ là ok, như là những cái loa full bình thường, cứ đấu 1 cộng 1 trừ. Đấy, còn bên này thì em để stair này, anh em có thể nhìn đấy. Đấy, stair này. Bên này thì để bridge. Đấy, ok chưa? Đấy, thì anh em đơn giản nhá, chỉ cần hai bên full này em sẽ đánh stair, cắm hai đường tín hiệu xuống, và kênh súp thì em sẽ cắm một đường tín hiệu xuống kênh 3, và đúng là cứ sử dụng có 1 cộng 1 trừ anh em nhé. Câu xuống súp này thôi. Đấy, câu xuống đánh con súp này. Đấy, thì nói chung là nó rất là khỏe. Đấy, hai kênh 500W một kênh thì là 500W một kênh, thì mỗi kênh đánh một quả full thì thoải mái rồi. Theo nhà sản xuất thì có thể đánh được mỗi kênh này có thể đánh được một quả 40 coi 76 anh em nhé, từ 190. Nhưng mà em chỉ đánh bát 30 thôi. Chỉ đánh loa bát 30 là ok, để nó bền bỉ nhất và tiếng ra căng nhất anh em nhé. Để mỗi kênh đánh được một quả bát 30. Còn hai kênh này sẽ chập lại. Đấy, đánh bridge sẽ đánh một con súp 40. Thì hai kênh này chập lại thì 500 500 là 1000W rồi. 1000W thì thoải mái đánh anh em nhé. Đó. Đánh rất chắc luôn. Nên chơi, nói chung là nên chơi con này. Anh em nhá, anh em chơi gia đình thì anh em nên chơi, vì tại sao cái cơ bản mà giá thành nó hợp lý. Đó, giá thành hợp lý nhá. 4.600.000 đồng một con đẩy 4 kênh. Đó, 4 kênh, 500W kênh, rất hợp lý. Đó, và size nó rất là ngắn. Đó, size đâu đó có ba mấy cm thôi. Đó, ba mấy cm thôi. Và size 1U, con này nặng chưa tới 10kg đâu. Và đánh rất là hay, tiếng rất êm luôn anh em nha, tiếng rất êm, chắc tiếng, giá 4.600.000. Đấy, anh em có thể tham khảo với con này. Đó, đánh súp đánh tiếng rất căng, anh em đeo tai nghe anh em sẽ nghe thấy. Đó, tiếng căng phết. Đó, 1000W mà, 1000W là bridge là 8 ohm. Như con súp này thì nó con 4 bát 40 của bên em bây giờ tầm khoảng độ 600W. Anh em lấy 1000W đánh ngon rồi anh em nhá. Đấy, em cũng đã thử, hôm trước em cũng lấy một kênh đánh quả súp kép luôn. Đánh thì thật ra thì cũng không khuyến cáo anh em chơi như vậy, nhưng mà chơi cũng khá ok. Cái cơ bản là cái con này 450, con này nó rất là ok. Đó, tiếng hay em nhớ, tiếng hay, đánh nó ra được hết chất, nó ra được hết chất của những cái loa. Và chúng ta để nó thừa ra một chút, ví dụ như là loa của em là đang 400W anh em nhé, đang 400W thì em chỉ dùng con 500W đánh là nó dư ra anh em nhá, dư 100W ra là nó thoải mái, đẩy vừa mát này. Đấy, đẩy mát và tiếng nó ra được căng nhất. Như súp vậy, con súp này của em được tầm 600W, 500-600W thì em sử dụng hai kênh chập lại là 1000W thì đánh con súp này nó nhẹ tênh luôn anh em nhá, nó nhẹ, đánh nó nhẹ con súp, nó nhẹ cái cầu đẩy. Đấy, đâm ra là nó sẽ không, anh em không sợ là nó vấn đề gì anh em nhá. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Đấy, giá thì nó rất là hợp lý anh em nhé, chỉ 4.600.000 thôi. Nên anh em nào có nhu cầu mua thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhá. Hẹn anh em những video sau. Anh em nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới. Xin chào tất cả các bác nha.
để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.